Chào mọi người, trên tay mình đây là cái chiếc DAC tầm phổ thông nhất của Schiit Audio. Nó là con Modi 3 mới ra mắt cách đây cũng không lâu thôi. Sản phẩm này là cái sản phẩm thay thế cho dòng Modi 2 trước đây và đáp ứng cho những bạn nào cần tìm một con DAC để bàn với mức giá rất phải chăng thì đây là Schiit Modi 3. Bây giờ bên trong nó thì mình đã mở khui ra mình thử nghe rồi thì chắc mình bỏ qua giai đoạn này ha. Rồi, đầu tiên á là con DAC nằm ở chính đây. Và lần đây là cái lần đầu tiên mà Schiit Audio cho các bạn đầu tiên là một cái cục nguồn. Cục nguồn này giống như cục sạc điện thoại thôi, thì nó là một cục nguồn 5V 1A, nguồn là switching. Thứ hai nữa là một cái dây micro USB. Dây này vừa làm dây data cũng như là vừa làm cái dây sạc nguồn luôn ha. Cái này thì mình sẽ nói sau. Nhưng cái dây này các bạn có thể làm dây data được, cũng là dây nguồn cho nó được. Rồi, đây là quên chút xíu, đó là cái giấy hướng dẫn sử dụng. Bạn nào muốn cài driver hay gì thì cũng nên đọc cái manual này ha. Rồi, đây là Schiit Modi 3. Các bạn có thể thấy điểm đầu tiên khác biệt của Schiit Modi 3 và mình cầm trên đây đã sẵn luôn là con Modi 2 ở trên đây luôn ha. Đây là Modi 2, đây là Modi 3. Thì các bạn nhìn thấy đó, cái đầu tiên cái điểm khác nhau đó là cái nút gạt này. Cái gạt này là cái gạt để chỉnh input, thì cái mặt sau của nó sẽ có những cái input khác nhau, khác rất nhiều so với con Modi 2 trước đây. Modi 2 trước đây chỉ có cổng USB thôi, dành cho những bạn nào sử dụng máy tính á, thì mới xài được. Rồi mỗi cổng output, cổng RCA unbalance 75 bình thường thôi. Thì đây, phiên bản mới Modi 3 nó cho đầy đủ các cổng luôn, rất tuyệt vời. Rồi mình để qua bên ha. Thì cái đây là một cái điểm rất đáng nói của Schiit Modi 3. Đó là hai cổng micro USB. Hai cổng micro USB này là gì? Một cổng là dùng cho data, một cổng là dùng để cấp nguồn. Khi cái cổng này á, hai cổng này tách biệt ra với nhau thì thứ nhất các bạn có thể cải thiện chất âm bằng cách thay đổi cái cục nguồn cho đi kèm của cái con Schiit Modi 3 này bằng một cục nguồn, ví dụ như cục nguồn của iPower 5V của iPhone á, thì cải thiện chất âm rất rõ luôn, cái nền nó sẽ sạch hơn rất nhiều. Thứ hai nữa là các bạn có thể sử dụng chung với các thiết bị điện thoại. Đây là một điều rất đáng nói, thì các bạn có thể sử dụng chung với iPhone, Android hay gì đó cũng được. Tức là chỉ có với điều kiện là các bạn có cái nguồn này thì các bạn có thể sử dụng được. Rồi, còn với cổng data á, thì các bạn chỉ cần cắm một dây data thôi. Với các nguồn như là cổng, ví dụ như là laptop, máy tính nữa, thì các bạn chỉ cần cắm cái cổng data này thôi là có thể xài được rồi. Về input còn lại, đây là một điều cũng rất là đáng nói luôn. Đó là hai cổng đi kèm với USB, đó là cổng optical và coaxial. Thì coaxial và optical này có thể đáp ứng cho rất nhiều nhu cầu của các bạn, từ CD pin, các bạn đang chơi đĩa CD cỏ, những cái đầu CD player là cổng đồng trục ha. Rồi các bạn có thể kết nối với PS4 hoặc TV thông qua cổng WAN này hoặc HD box, rất dễ luôn, đáp ứng rất nhiều nhu cầu của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến bên trong một chút xíu về vấn đề kỹ thuật. Thì bên trong cái con DAC này á, nó được sự Modi 3, đó là một cái sự nâng cấp hoàn toàn của so với Modi 2 luôn. Đầu tiên phải nói đến là chip DAC. Chip DAC của Modi 3 đó là AKM 4490, nâng cấp so với cái mẫu Modi 2 trước đây là 4396 thôi. Nâng cấp cái tiếng nó cũng sẽ rất là rõ rệt trong cái việc là chi tiết cũng như cái nền. Một điểm thứ hai rất đáng nói nữa đó là cái mạch analog. Mạch analog của nó là lần đầu tiên mình thấy một cái con DAC nào mà dưới 3 triệu sử dụng một cái mạch DC couple, tức là mạch hồi tiếp dòng dựa trên cái nguồn, dựa trên cái mạch op-amp của con OPA1662 nếu mình nhớ không nhầm á. Thì bởi vì cái mạch mạch DC couple á, hay mà mình muốn nói là hồi tiếp dòng DC, thì nó thường xuất hiện ở trên những con DAC cao cấp hơn và mức giá hơn rất nhiều lần so với con DAC chỉ tầm giá 3 triệu như thế này thôi. Thì thực sự mà nói thì đây là một sự nâng cấp hoàn toàn, và với một mức giá 3 triệu thì mình nghĩ không có đối thủ cạnh tranh được với nó. Nếu các bạn chỉ dùng để nó làm DAC thì không có con nào hơn nó được đâu. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.